Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube. mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 54 bộ truyện Tiên hiệp tiên giả. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Các bạn đang theo dõi bộ truyện tiên hiệp tiên giả của tác giả Phong Ngữ, nguồn truyện Bạn Ngọc Sách chấm vip, dịch giả Phong Mạng. Truyện phát duy nhất trên kênh youtube Trần Vân Vlog. Chương 171 Quan Tài Thấy cốc đen có thể nâng cao tu vi bằng cách hấp thu kịch độc, viên minh thầm vui mừng. Xương độc màu lục trong động rắn nhanh chóng trở nên mỏng manh. Nhìn thấy cái cảnh này, độc giác xà vương không tiếp tục đập phá lung tung. Nó từ từ cuộn thân thể khổng lồ, mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Xuân độc trong động rắn sắp biến mất hết, độc chướng cũng không còn được bao nhiêu. Khi cốc đen dừng việc hấp thu, gần nửa nội đan trong người nó chuyển sang màu xanh lục. Nó trở nên hưng phấn lạ thường, bộ dáng giống như còn chưa hấp thu đủ. Viên Minh vốn còn lo lắng cốc đen hấp thụ quá nhiều chất độc từ bên ngoài sẽ không chịu nổi. Bây giờ xem ra là hắn lo thừa rồi. Năng lực kháng độc của cốc đen này vượt xa dự liệu của hắn. Ngoài việc sinh ra một viên nội đan, yêu đằng ký thúc trong cơ thể cốc đen dường như cũng được truyền cho sức sống mới, lớn mạnh hơn không ít. Viên minh chỉ thoáng nghĩ một cái, mấy tiếng phốc phốc liên tiếp vang. Cùng với đó là mười mấy nhánh tử hắc yêu đằng từ trên lưng cốc đen vươn ra, mỗi nhánh đều to lớn gấp bội so với trước kia. Bên ngoài còn mọc ra những phiên lá màu tím, thoạt nhìn giống như một bụi dây leo màu tím đen. Tự hắc yêu đằng này vốn đã khó chơi, giờ số lượng lại tăng vọt, hơn nữa còn cứng chắc hơn trước. Hùng thú cấp 2 bình thường sợ rằng không phải là đối thủ của nó. Độc giác xà vương trên mặt đất đang cảnh giác nhìn xung quanh, sừng trên trán lập lệ ánh kim. Đúng lúc này, nó hình như phát giác ra điều gì, cấp tốc điều khiển thân thể khổng lồ văng qua một bên. Mười mây nhánh tử hắc yêu đằng thô to từ dưới đất chui lên, Cuông tới thân thể xà vương. Đáng tiếc, có quá nữa là vô hụt, chỉ có hai nhánh tử hắc yêu đằng quấn được lên phần đuôi của xà vương. Phần ngọn hai nhánh tử hắc yêu đằng đột nhiên trở nên bén nhọn đâm thẳng lên lớp vảy cứng rắn của xà vương rồi chui vào trong cơ thể nó. Độc giác xà vương chỉ cảm thấy phần đuôi đau nhất dữ dội, hơn nữa yêu lực trong cơ thể còn bị hai nhánh yêu đằng hút đi. Phần đuôi vốn tráng kiện giờ đang nhanh chóng trở nên khô quát, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Xà vương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, vội vàng lắc lắc cái đầu, ào ào phun một mảng lớn nọc độc về mấy nhánh yêu đằng theo những tiếng xèo xèo liên tiếp vang. Những chỗ trên nhánh tử hắc yêu đằng bị dính phải nọc độc, lập tức chuyển thành màu đen kịt rồi nhanh chóng rửa nát. Nhưng chúng chỉ bị rửa nát một nửa, phần còn lại vẫn kiên trì quấn chặt đuôi rắn, thậm chí tốc độ thôn về yêu lực cũng không giảm đi bao nhiêu. Tranh thủ khoảnh khắc độc giác xà vương bị giữ, những nhánh yêu đằng khác liền nhau nhau vườn tới quấn lên những chỗ khác nhau trên thân xà vương rồi nhất loạt đâm vào trong cơ thể xà vương. Vẻ e dè hiện lên trong mắt xà vương. Nó lập tức đa sức giải dụa, đồng thời liên tục phun ra nọc độc. Sừng trên trán cũng bắn ra kim sắc xà tuyến cắt về những nhánh yêu đằng quanh thân. Tử hắc yêu đằng dù không sợ độc rắn, hơn nữa còn cứng cỏi hơn trước, nhưng khi bị kim sắc xà tuyến quét trúng đều dễ dàng bị cắt ra nằm đôi. Coi điều số lượng tử hắc yêu đằng giờ đã tăng lên nhiều, năng lực tái sinh của nó lại cực mạnh. Chỗ nào bị cắt đứt là lập tức mọc ra một nhánh đằng mới. Độc giác xà vương liên tục bắn ra 7-8 luồng kim sắc xà tuyến, nhưng số lượng tử hắc yêu đằng quấn trên thân nó không những không giảm, trái lại càng lúc càng nhiều. Chẳng mấy chốc, thân thể khổng lồ của nó đã bị quấn chặt như đòn bánh tét tất cả dây leo đều đang điên cuồng hấp thu yêu lực trong cơ thể xà vương xà vương muốn phản kháng nhưng càng lúc càng khó khăn theo quá trình khô quắt của toàn bộ cơ thể nó từ phản ứng điên cuồng giải dụ lúc ban đầu tới cuối cùng chỉ còn lắc lư đầu đuôi một cách yếu ớt tròn nửa khắc đồng hồ sau đó độc giác xà vương đã hoàn toàn biến thành một thi thể khô quắt tất cả yêu lực đều bị cóc đen dùng kiểu giao cùng cắt thịt thôn về sạch. Cốc đen vừa mới hấp thu xà đan của một xà vương cấp 2 bậc trung, giờ lại thôn về tinh huyết của một con xà vương có thực lực tương đương tu sĩ rút cơ hậu kỳ. Khí tức của nó một lần nữa tăng vọt, chỉ thoáng chốc đã gần đạt tới cấp 2 bậc trung. Nhìn vào thi thể hai con xà vương thông qua ánh mắt hồn nha, viên minh thật sự cảm thấy có chút không thực. Độc giác xà vương dẫu mới phải trải qua một trận nhân xà đại chiến nhưng dù sao, nó cũng là một hung thú đã tìm cận cấp 2 bậc cao. Vậy mà giờ trước mặt cốc đen lại gần như không phản kháng được chút nào. Trong lòng viên minh không khỏi nghĩ tới việc phải ước lượng lại sức mạnh của linh thú cốc đen. Hiện giờ trận chiến trong hang rắn đã kết thúc. Viên minh cần dọn dẹp chiến trường bên đó một phen. Trên thân hai con xà vương còn có không ít linh tài cần tới thu thập. Mà để cốc đen làm những việc này thì không được tiện lắm. Viên Minh đứng lên, thu hồi tứ phương phong linh phù, rồi lao về hang rắn. Hắn vừa đi, vừa thông qua một con hồn nha khác, cảm ứng tình hình bên chỗ đám người hắc hỏa môn. Bên trong đại điện đổ nát, tỏa âm cấm chế, bắt đầu lập lệ chớp động, xem ra có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Cốt độ trưởng lão bỗng phun ra một luồng pháp lực để nó dung nhập vào ngọc phù màu trắng, sau đó đưa hai tay bấm niệm pháp quyết kết ấn trước ngực ngọc phù màu trắng trong tay lão phành một tiếng nổi tung, hóa thành mũi tên ánh sáng dài mấy thước, đánh lên trên màn sáng màu đen. Ngọc phù của bốn người khác cũng vỡ vụn, rồi hóa thành tên ánh sáng, hùng hăng đánh tới các nơi trên tỏa âm cấm chế. Cấm chế vốn đầy rẫy nguy cơ sụp đổ, bị đánh trúng, liền hóa thành vô số khói đen rồi tiêu tan, để lộ ra khung cảnh bên trong điện. Viên Minh thấy vậy, vội vàng điều khiển hồn nha tới gần, lén nhìn tình hình bên trong ngay giữa đại điện có đặt một bộ quan tài màu đen trái phải hai bên là hai pho tượng mảnh hổ màu xanh đứng sừng sững thoạt nhìn có vẻ là hai tà thú trấn mộ nơi sâu trong đại điện hình như còn có một cái bế bằng bạch ngọc thạch bên trên có đặt một số chai lọ có điều nơi đó hơi xa nên hồn nha nhìn cũng không được rõ khi viên minh điều khiển hồn nha lại gần chút Cốt đồ đột ngột quay đầu nhìn, miệng quát lớn. Thứ gì? Viên minh giật nảy mình, vội vàng điều khiển hồn nha lui, vỗ cánh chạy trốn ra ngoài. Muốn chạy sao? Cốt đồ búng tay bắn ra. Một sợi tơ đen mảnh nhỏ tới độ mắt thường khó có thể thấy bắn ra. Nhìn kỹ hơn là một cây hắc châm nho nhỏ như sợi tóc. Hắc châm chỉ chớp mắt đã bay được mấy chục trượng, đâm thẳng về ngực của hồn nha. Hồn nha đập cánh, lượn qua một bên, tránh khỏi cú tập kích của Hắc Châm trong đường tơ kẻ tóc. Nhưng Hắc Châm kia lại đột nhiên bẻ hướng, rồi một lần nữa bắn về hồn nha, đâm xuyên qua cánh trái của nó. Cánh trái trúng đòn, lập tức tán loạn, khiến đường bay của hồn nha bắt đầu hơi bất ổn. Khi bay chưa được thêm bao xa, thì thân thể lại bị Hắc Châm xuyên qua. Cứ như vậy sụp đổ, hóa thành một đám khói đen, tiêu tán không còn thấy gì đang khi sải bước chạy trên đường viên minh bỗng thấy đầu ong ong choáng váng sắc mặt trở nên tái nhợt hồn nha được phái đi bị diệt khiến hồn lực của hắn cũng chịu tổn thương không nhỏ may mắn hắn hiện nay đã tu minh nguyệt quyết tới tầng thứ hai cộng thêm việc trong tay có lưu hương nên chỉ cần ôn dưỡng một thời gian là có thể khôi phục xem ra vẫn còn đánh giá thấp năng lực thăm dò của tu sĩ trúc cơ kỳ Viên Minh không ngừng bước, chỉ đưa mắt nhìn về hồn nha bị diệt một cái, rồi tăng tốc lao nhanh tới chỗ xà vương động. Bên trong đại điện Cốt đồ trưởng lão, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tăng Nhan hỏi Hẳn là có người sử dụng bí thuật để thăm dò Khí tức được che giấu rất tốt Ta cũng chỉ vừa mới phát hiện một chút manh mối Cốt đồ trầm ngâm đáp Có thể giấu được thần thức của ngài sợ rằng không phải là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường. Tàn nhang suy đoán chắc không phải là bạch dạ hay là huyễn thị chứ. Việc này quan hệ trọng đại nên thiếu nữ đồ đen vốn không hợp với Tàn nhang cũng không đi tranh cãi với nàng mà đưa thêm suy đoán. Không giống với thủ đoạn mà hai người đó thường dùng, sợ rằng là người khác. Tàn nhang đáp bất kể là ai, các người trước đi vào lấy đồ, ta thủ nơi đây nhớ kỹ phải nhanh lên Quốc đồ quyết đoán ra lệnh rồi quay người nhìn ra ngoài đám người tan nhang không dám thất lễ vội vàng tiến vào trong điện mấy người đầu tiên là kiểm tra bể đá đằng sau quan tài phát hiện trong những chai lọ trên đó đại đa số đều là đang dược chỉ tiếc thời gian trôi qua quá lâu rồi nên đang dược bên trong đều đã hỏng cả bọn vô cùng tiếc nuối lại tìm kiếm một vòng xung quanh đại điện nhưng không phát hiện được gì mấy người bèn tập trung quanh quan tài chỉ thoáng chốc đã phá giải được cơ quan nơi nắp quan tài đang tính mở ra chậm đã tàn nhang đưa tay ngăn những người kia tiếp theo tế ra một cái bình bát màu trắng để nó nằm lơ lửng giữa không trung bên trên quan tài tiếp theo mới ra hiệu cho người khác có thể mở tiếng cơ quan bên trong quan tài hoạt động kênh kết vang nắp quan tài nặng nề từ từ mở ra khi chưa ai thấy rõ thứ bên trong quan tài, một đám khói đen dày đặc đã sọc lên, kéo theo một mùi khiến người ta buồn nôn. Mau, lùi lại! Tàn nhăn hét rồi nhanh như chớp bay ngược ra ngoài. Những người khác cũng vội vàng bay ngược về sau. Bình bát màu trắng lơ lửng trên không lập tức hạ xuống, đồng thời phóng ra một quần linh quan màu trắng trùng quanh đám khói đen. Khói đen như vật sống hút trái đụng phải, tiếc rằng mãi không thoát ra khỏi sự giam cầm của Linh Quang, dần dần bị bình bát màu trắng thu vào. Nhưng bình bát vốn có màu trắng thuần khiết như ngọc, giờ đang chậm rãi chuyển sang màu đen. hủ thi độc Cũng may tàn nhang sự tỷ đã có chuẩn bị, nếu không hậu quả khó mà lường. Thanh niên mày kiếm khẽ thở hắt ra. Thiếu nữ mặc đồ đen dùng ánh mắt phức tạp nhìn tan nhang, rồi đưa mắt nhìn về phía quan tài. Nằm trong quan tài là một bộ thi thể cao bảy thước, thân thể cao gầy, tướng chi dài nhỏ, trông như xào trúc. Đây chính là thi thể vị tán tu kết đăng kỳ trăm năm trước, thiên xà thượng nhân sao? Nghe nói người này lúc trước đã đạt tới tu vi kết đăng trung kỳ, sau khi tức là nhỏ yếu, chỉ như một bộ âm thi bình thường. Thiếu nữ mặc đồ đen quan sát thi thể trước mắt, nghi hoặc hỏi. Mấy người khác bao gồm cả tan nhang cũng có phản ứng tương tự bọn họ đều là đệ tử của hắc hỏa môn mà hắc hỏa môn am hiểu khống thi nghiên cứu rất sâu về thi thể biết rõ tu sĩ cấp cao sau khi ngã xuống dù thi cốt không hoàn chỉnh thì sẽ vẫn lưu lại một phần lực lượng khi còn sống tuyệt đối không phải là dạng này một bóng người lướt tới thân ảnh cốt đồ liền xuất hiện bên cạnh quan tài nhìn thi thể lông xanh bên trong quan tài lông mày cũng không khỏi nhíu có phải là tính sai rồi không người này sao có thể là thiên xà thượng nhân thanh niên mày kiếm hỏi không thể nào ta dựa theo tàn đồ mà tìm tới đây tàn đồ là do đệ tử duy nhất của thiên xà thượng nhân vẽ trên đó đánh dấu rõ ràng nơi này là mộ phần của thiên xà thượng nhân ngoài điện có tỏa âm cấm chế trong này còn có chỗ đan dược kia hơn nữa tục truyền rằng thiên xà thượng nhân thân hình cao gầy rất giống với thi thể này không thể là ai khác được tàn nhang kiên định nói Tấm tàn đồ kia cũng chỉ là thứ ngươi mua được từ một tên bán hàng rong. Ai biết được, hắn có tiện tay vẽ linh tinh hay không? Thiếu nữ mặc đồ đen nhếch miệng chất vấn. Tàn nhang xa sầm mặt toan lên tiếng phản bác. Ta hiểu rồi, là phong thi đinh. Tiếng cốt đồ truyền tới cắt ngang màn tranh luận của hai người. Lão đứng chỗ trên đầu thi thể, dán mắt quan sát phần đầu. Phong thi đinh. Tàn nhang hỏi. Phong Thi Đinh là độc môn pháp khí của cảng thi phái ở sở quốc bên Trung Nguyên. Dùng khi chế tạo luyện thi, chỉ cần đâm đinh này vào huyệt bách hội là có thể phong bế kinh mạch toàn thân của thi thể, khiến thi thể không tiết ra khí tức. Đồng thời còn có thể làm cho thi thể tự động hấp thu âm khí xung quanh, rồi từ từ hấp thụ và chuyển hóa nó. Cốt đồ nói xong liền tháo ngọc quan trên đỉnh đầu thi thể xuống. Lập tức thấy bên trên huyệt bách hội có một cây đinh sắt màu đen đâm ngập vào trong não của thi thể. Chỉ như vậy là có thể chuyển hóa thi thể thành luyện thi sao? Thiếu nữ mặc đồ đen nhìn đinh sắt, hỏi với vẻ khó mà tin nổi. Hắc hỏa môn nếu muốn luyện chế một bộ luyện thi thì phải trải qua rất nhiều trình tự, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Việc cắm một cây đinh sắt vào là có thể tự động luyện chế ra một bộ luyện thi. Thủ đoạn này thật sự không thể tưởng. Chương 172 Chẳng lối Dĩ nhiên là không phải Luyện thi bằng phong thi đinh Tuy thuận tiện Nhưng phải chờ một thời gian rất dài Ít nhất cũng hơn 100 năm Vậy nên nó không được xem là thủ đoạn luyện thi thượng đẳng Với người cản thi phái mà nói Tác dụng chủ yếu của phong đình thi Kỳ thật là dùng để phong ấn một số luyện thi phát cuồng Cốt đồ lắc đầu giải thích Đám người thiếu nữ mặc đồ đen nghe mới chợt hiểu ra. Cốt đồ không nói gì thêm, thay vào đó lão bắt đầu lẩm nhẩm đọc, đồng thời đưa đầu ngón tay điểm lên đinh sắc màu đen. Tức thì cả hai cùng bộc phát ra hào quang màu đen. Lão chậm rãi rút ngón tay ra ngoài, đinh sắc màu đen giống như bị dính vào ngón tay lão, cũng chậm rãi rút ra từng chút, từng chút khỏi đầu thi thể lông xanh. Đám người tan nhang căng thẳng chăm chú quan sát ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngay vào khoảnh khắc đinh sắc màu đen rời khỏi đầu lâu của thi thể lông xanh, một cổ khí tức âm tà đáng sợ từ trên thi thể bộc phát, chớp mắt đã bao trùm toàn bộ đại điện, uy áp của nó hơn xa so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Quần áo trên người cả đám phần phật rung động một hồi, ai cũng bắt đầu thấy hô hấp trở nên khó khăn, trong lòng vô cùng sợ hãi. Quả nhiên là không sai, đây chắc chắn là thi thể của thiên xà thượng nhân. Chỉ là lực lượng bị phong thi đinh, phong ấn. Màu, lấy khống thi phù ra, trồng vào thức hải của thi thể. Cốt đồ trong mắt lộ ra hưng phấn, vội vàng quay sang nói với tan nhang. Tàng nhang lập tức lấy từ trong túi trữ vật ra một miếng ngọc phù màu đen, rồi dán lên trán của thi thể. Đoạn nhanh chóng tục niệm chú ngữ. Ngọc phù màu đen lặng lẽ tan ra, hóa thành những phù văn màu đen chui vào đầu thi thể lông xanh. Theo hành động bấm điểm pháp quyết liên tục của nàng, từng đạo pháp quyết chui vào các nơi trên thi thể lông xanh, thì khí cuồn cuộn lập tức có xu thế thu liễm. Ngay sau đó tan nhang lấy ra chín tấm phù lục màu trắng, hai tay thoang thoát dán chúng lên chỗ đỉnh đầu, đan điền và tứ chi của thi thể lông xanh. Tới lúc này thi thể lông xanh mới hoàn toàn yên lặng trở lại chỗ này đã bị người khác phát hiện dựa theo ước định khi trước của ta và sư tôn ngươi thi thể này thuộc về ngươi nhận lấy trước đi cốt đồ nói thiếu nữ đồ đen nghe được lời này lập tức hung hăng bóp chặt nắm tay nhìn tan nhang bằng ánh mắt như rắn độc đa tạ cốt đồ trưởng lão tan nhan mừng rỡ cảm ơn đoạn lấy ra một cái túi nhỏ màu đen rồi bấm niệm pháp quyết kích phát nó một luồng hắc quang từ trong túi bắn ra bao trùm cả thi thể lẫn quan tài màu đen, rồi từ từ thu vào cả hai trong túi. Việc bên này đã xong rồi, cốt độ trưởng lão, hai chúng ta qua bên xà vương động xem ra sao? Bạch dạ và huyển thì trăm phương ngàn kế tới chỗ này, khẳng định bên xà vương động có chỗ tốt rất là nhiều. Lấy thực lực của chúng ta qua đó thì nhất định có thể kiếm một chén canh. Thiếu nữ đồ đen thấy không kiếm chát được gì ở chỗ này, bèn lên tiếng gợi ý đám thanh niên mày kiếm không thu hoạch được bao nhiêu nên khá động tâm cốt đồ là tu sĩ xuất thân tông môn vốn đã xem thường đám tán tu như bạch dạ huyễn thị lão cũng biết nhiệm vụ của bạch dạ tán minh muốn săn giết một con hung thú xà vương cấp 2. giờ này e rằng đã phải liều mình lưỡng bại câu thương vậy nên lão càng không lo ngại gì cũng được vậy thì qua đó xem một chút cốt đồ gật đầu nói tàn nhang vừa mừng rỡ nhận một bộ thi thể kết đan trung kỳ chỉ muốn mau chóng trở về tông môn để luyện hóa điều khiển vốn dĩ không muốn nhiều chuyện nhưng những đồng môn khác đều muốn qua bên đó nàng cũng không tiện nhiều lời cùng lúc này viên minh đi vào chỗ sâu trong xà vương động sau khi tìm kiếm một phen liền gỡ nanh độc ra da rắn của hai con xà vương cái sừng của độc giác xà vương và những linh tài hữu dụng xuống rồi cất đi Cuối cùng hắn tìm tòi một hồi trong cơ thể độc giác xà vương, rất nhanh liền lấy ra một thứ, chính là xà châu của độc giác xà vương. Sau khi đắn đo suy nghĩ một chút, viên minh rốt cuộc không đưa xà châu cho cóc đen ăn mà thu vào trong túi trữ vật. Khối xà châu này khá quý giá, đem bán có thể thu về không ít linh thạch. Trong khi để chuẩn bị cho bạch lộc khâu hội minh mà giờ hắn gần như tay trắng nên không thể để nó cho cóc đen dùng tiếng cấp. Cốc đen cũng không đòi hỏi xà châu Mà chạy tới chỗ sâu trong hang rắn Viên minh đã thu hồi hồn nha phụ thể Trên thân cốc đen Trông thấy cảnh này hơi ngẩn ra Rồi vội vàng đuổi theo Đi về phía trước không bao lâu Đã đến điểm cuối của hang rắn Nơi này là một hang đá rất lớn Ở giữa là một cái hối đất khoảng 10 trượng Đất nền bị ép nhẫn bóng Xem ra là hang ổ của hai con xà vương Chỗ giữa hố đất có một cột đá màu đen to như cối xay, cao chừng 4 năm trượng. Bề mặt cột đá có khắc những phù văn kiểu cổ, xem ra không phải là vật phàm. Ở giữa chỗ chuông khí mịt mù nhiều năm như vậy mà bề mặt không hề bị ăn mòn mấy mây. Cóc đen đi thẳng tới cạnh cột đá áp người lên nó rồi lộ vẻ vô cùng hài lòng. Ồ, những cột đá này rốt cuộc là gì? Hai con xà vương làm ổ ở đây mà cóc đen cũng rất là thích. Viên Minh bước tới cạnh cột đá, đoạn vận thần thức dò xét vào bên trong. Một lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, dễ dàng đánh bật thần thức của hắn ra. Viên Minh nhướng mày, bấm đốt điểm tới. Một cây gai gỗ màu đen đâm lên cột đá. Kết quả, gai gỗ vỡ vụn mà chẳng thể để lại bất kỳ vết tích nào trên cột đá. Viên Minh lại lấy ra hàng tinh kiếm, xuất một đạo kim khí lạnh buốt chém lên trên cột đá. Kết quả, kim khí vỡ vụn mà cột đá chẳng sức mẻ. Ngay cả hàng tinh kiếm cũng không thể nào làm gì được nó. Viên Minh thật sự chấn kinh, lại ngậm nghĩ một chút rồi lần nữa triển khai thần thức. Lần này hắn không nhắm vào sâu trong cột đá mà cẩn thận cảm ứng cốc đen, tìm hiểu nguyên nhân khiến cho nó kề sát cột đá. Viên Minh lần này không có uổng phí công sức, rất nhanh hắn đã phát hiện Sợ dĩ cốc đen áp sát cột đá là vì có một luồng khí tức khó hiểu từ trong cục đá thoát ra rồi dung nhập vào trong người nó khí tức này không phải lực lượng ngũ hành kim một thủy hỏa thổ cũng không phải là âm khí lực lượng Chí dương hay lực lượng thần hồn nó là một loại lực lượng xa lạ mà hắn chưa từng thấy qua nói một cách chính xác thì lực lượng này khá giống âm khí nhưng vẫn có chút khác biệt tạo cho hắn một cảm giác hùng sát nhàn nhạt, nhạt sau khi hấp thu lực lượng này yêu lực của cốc đen không tăng thêm chút nào nhưng khí tức nó phát ra lại tăng vọt. Tuy không biết cột đá trước mắt có là lịch ra sao, nhưng thấy khí tức bên trong đó không có hại gì với cốc đen, nên viên minh cũng lười quan tâm, bắt đầu đưa mắt nhìn bốn phía một chút. Mặt đất quanh ổ rắn mọc lên mười mấy cây linh thảo màu đen, phiến lá hình rắn, tỏa ra dao động âm hàng chi lực mãnh liệt. Đây chẳng lẽ là âm xà thảo? Viên Minh đã từng đọc qua ghi chép về loại linh thảo trên điển tịch. Nghe nói một loại linh tài thường mọc ở cạnh nơi ở của loài rắn. Viên Minh vội vàng bước tới cẩn thận, ngắt chỗ linh thảo này rồi cất đi. Âm xà thảo này là vật liệu tuyệt hảo để luyện chế đan dược thuộc tính âm. Có thể bán được không ít linh thạch, cũng có thể trộn vào trong hương đen để xem hiệu quả ra sao. Thời gian tiếp đó Viên Minh lại tìm kiếm một lượt xung quanh, nhưng không phát hiện thứ quý giá gì đành mang theo cốc đen đang có vẻ rất không đành lòng quay về chỗ bạch dạ và huyễn thị hai người này vẫn còn đang hôn mê Khí thức cực kỳ suy yếu sau khi kiểm tra một lúc viên minh khẽ nhíu mày thương tích của hai người bạch dạ không nặng tới mức trí mạng nhưng hai người trúng độc quá nặng độc đã ăn vào chỗ sâu trong tạng phủ không có cách nào xoay chuyển tình hình viên minh lúc này mới giật mình hiểu ra bảo sao lúc trước con độc giác xà vương không cho hai người một kích trí mạng, đã nhào qua chiến đấu với hắn. Hắn tiếc nuối thở dài, đang định mang hai người ra khỏi hang rắn tìm chỗ chôn, thì đột nhiên dừng. Viền mình nhờ tới thần thông hút độc của cốc đen, thần thông này có thể hấp thụ độc rắn trong không khí, không biết có thể trực tiếp hút kịch độc trong cơ thể hai người hay không. Hắn đưa cốc đen tới, ra lệnh cho cốc đen bắn ra hai nhánh dây leo, nhẹ nhàng đâm vào cơ thể hai người xong liền thôi động nội đang hấp thu độc rắn. Một màn thần kỳ xuất hiện. Sắc lục bên ngoài cơ thể hai người bạch dạ và huyển thị nhanh chóng biến mất, chạy dọc theo dây leo, chảy vào trong người cốc đen. Có hiệu quả. Không ngờ năng lực hút độc của cốc đen lại tinh diệu như vậy. Viên minh mừng thầm tiếp tục điều khiển cốc đen hút độc. Một khắc sau, kịch độc trong cơ thể hai người đều biến mất, làn da khôi phục màu sắc bình thường. Viên Minh lấy hai viên đan dược trị thương, nhét vào trong miệng hai người, rồi vận khởi pháp lực giúp bọn họ luyện hóa. Dược lực tan ra, nhịp thở của hai người liền ổn định. Bạch dạ vốn tu vi thâm hậu, dù ngoại thương nặng nề, nhưng nội thương lại khá nhẹ nhàng, vì vậy chẳng mấy chốc đã tỉnh. Cáp cống đạo hữu là người... Bạch dạ kinh ngạc nhìn viên minh, tiếp theo lại sực nhớ tới độc giác xà vương, hoảng hốt nhìn khắp xung quanh. Con xà vương kia chết rồi Hiện nay đã an toàn Bạch dạ minh chủ an tâm Biên minh đỡ bạch dạ duỗi thẳng cánh tay Rồi nói Thấy thi thể độc giác xà vương Và con kim hoa xà vương ở bên cạnh Lại nhìn những vết tích chiến đấu trên mặt đất Bạch dạ đã đại khái đoán ra Tình cảnh sau khi hắn ngất đi Thì ra là các cống đạo hữu Đã cứu ta và huyển thị Tài hạ vô cùng cảm kích Bạch dạ chân thành nói lời cảm ơn chỉ là thuận tay mà thôi Bạch dạ minh chủ đã tỉnh Thương tích của huyển thị tiền bối Không cần ta phải để ý nữa Tại hạ còn có chuyện cần làm Xin cáo từ Viên minh nói một câu xong liền đứng dậy đi ra ngoài Bạch dạ còn muốn nói thêm đôi lời cảm ơn Nhưng thấy thái độ của viên minh như vậy Đành phải nuốt những lời này vào trong bụng Vừa đi được mấy bước Viên minh đột nhiên dừng ngẩng đầu nhìn về phía trước Sau khi đích thân tiến vào trong hang rắn Vì an toàn hắn đã phái hồn nha tới hang rắn từ trước đó, canh gác ở lối vào. Không ngờ lúc này thông qua nó lại phát hiện một đoàn người của hắc hỏa môn đang bước tới chỗ bên ngoài hang rắn. Biên minh chỉ suy nghĩ một chút, đã đoán ra được bọn hắn tới đây vì mục đích gì, nhưng hắn cũng không lo lắng. Tấm địa du phù kia vẫn còn chưa hao hết, chỉ cần lấy ra dùng là hắn có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào. Cắp cống, Người phát hiện ra điều gì chăng? Bạch dạ như chim sợ cành công, vừa thấy vẻ khác thường của viên minh liền vội vàng hỏi. Có người tới, tổng cộng là 5 người. Nữ tử Bạch Dung kia cũng ở trong đó. bốn người khác đều là tán tu tới vì nhiệm vụ lần này. Trong đó có một người che giấu tu vi, thực tế là tu sĩ trúc cơ kỳ. Viên minh quay đầu nhìn Bạch dạ một chút rồi lên tiếng nhắc nhở. Chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi. Bạch dạ nghe liền biến sắc Mỗi một lời nói của viên minh Đều giống như búa tạ đập vào trong lòng hắn Nếu hắn và huyển thì không bị thương Thì chẳng có gì phải sợ Nhưng giờ huyển thì còn đang hôn mê Hắn thì trọng thương Muốn động đậy cũng là khó Cho dù chỉ có một tên luyện khí kỳ tới đây Cũng đánh không có lại Tài hạ e rằng bất lực Bạch dạ minh chủ Xin hãy tự lo cho tốt Viên minh nhắc nhở xong bèn lật tay lấy địa du phù ra toan đồn địa rời đi cấp cống đạo hữu xin dừng bước ta và huyển thị bây giờ đều bị thương nặng rồi nếu như kể tới trong lòng có ác ý chúng ta cũng chẳng còn sức mà ngăn xin cấp cống đạo hữu đại nghĩa viện thủ trên người ta còn có hơn ngàn linh thạch trong túi trữ vật của huyển thị chắc cũng có khoảng năm sáu tất cả đều cho đạo hữu xem như thù lao cứu mạng Bạch dạ giật mình lấy lại tinh thần Nói một tràng dài với tốc độ cực nhanh Viên minh nghe cũng hơi động lòng Nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc hậu quả Vẫn lắc đầu từ chối Hắc hỏa môn là thế lực khổng lồ Còn mạnh hơn cả bích la động Giết đám người tan nhang khác với việc giết mấy tên tán tu kia Rất có thể sẽ đưa tới việc hắc hỏa môn truy tra Hắn không định đắc tội với hắc hỏa môn Việc nhắc nhở bạch dạ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi về phần bạch dạ liệu có vị bị từ chối mà xin lòng oán hận hay không thì viên minh không quan tâm. Hắn lúc này ngay cả dung mạo lẫn thân phận đều là giả, tự nhiên không cần lo việc bị phản bội. Chương 173 Bố trí mai phục Bạch mổ cũng hiểu việc này làm khó đạo hữu. Trên người ta có một viên trúc cơ đan nếu cấp cống đạo hữu chịu ra tay giúp ta và huyển thị, ta nguyện dùng đan này tạ ơn. Sau một thoáng do dự, bạch dạ cắn răng quyết đoán, nói ra một câu, khiến cho viên minh không thể không cẩn thận suy xét. Trúc cơ đan Viên minh thầm giật mình. Tu sĩ luyện khí kỳ sau khi đột phá luyện khí tầng 10 là có thể thử trúc cơ. Chỉ cần người thành công trúc cơ, nâng thọ nguyên lên gấp bội mới được coi là thật sự bước lên con đường tu tiên. Nhưng việc trúc cơ cực kỳ khó khăn. Nếu không có thủ đoạn khác, thì 100 tu sĩ luyện khí kỳ cũng chưa chắc đã có một người thành công. Người may mắn thành công, đa phần là những kẻ trời sinh mang từ chất linh căn tuyệt hảo. Trong rất nhiều tông môn, có không ít tu sĩ luyện khí kỳ vượt quá tầng 10, thậm chí là tu tới tầng 13 đỉnh. Sợ dĩ có việc như vậy là để gia tăng xác suất trúc cơ thành công. Tu tiền giới trước nay có vô số người nghiên cứu phương pháp hỗ trợ đột phá, từ đó cũng tổng kết ra được không ít cách. Trong những thủ đoạn phụ trợ này, thì trúc cơ đan là nổi danh nhất. Tuy không thể xác minh rốt cuộc ai là người phát minh ra trúc cơ đan, nhưng thực tế chứng minh nó phù hợp với mọi tu sĩ. Chỉ cần dùng đan này thì đều có thể gia tăng tỷ lệ trúc cơ lên thêm không ít linh đan thần diệu như vậy tự nhiên người tu tiên đều thèm muốn chỉ có điều quá trình luyện chế đan này phức tạp linh tài cần thiết cũng cực kỳ quý hiếm số lượng sản xuất ra rất ít mỗi viên đan hiện thế đều sẽ đưa tới việc các thế lực ra tay tranh đoạt bởi nói sao mỗi một viên đan này đều có thế lực sở hữu có thêm một cường giả trúc cơ kỳ viên minh từng tìm hiểu thông tin liên quan tới trúc cơ đan sau khi biết được tình hình về nó thì chỉ đành từ bỏ. Cho ta xem đan Viên Minh đèn nén kích động trong lòng lên tiếng nói. Bạch dạ không chút do dự lấy từ trong túi trữ vật ra một hộp ngọc. Khi mở ra, bên trong là một viên đan ông ánh màu lam to cỡ ngón tay cái. Mặt ngoài viên đan một tầng ánh sáng màu lam mờ ảo, thoạt nhìn giống như ánh sao giữa bầu trời đêm quả nhiên là trúc cơ đan. Viên Minh hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Đang dược trước mắt giống như, nội dung ghi chép trên điển tịch mà hắn đã từng đọc. Lam nhược thương khung, huyễn như tình hải, trúc cơ đan chính phẩm. Thật không ngờ trên người bạch dạ minh chủ lại có bảo vật như trúc cơ đan. Ta hứa với ngươi, nhất định dốc hết sức giúp các ngươi rời đi. Chỉ có điều đối phương có không ít người ta cũng không dám chắc sẽ thành công. Viên Minh trầm ngâm suy tính một hồi, rồi mới hạ quyết tâm nói. Khác với lúc trước khi liệu lĩnh đi cứu vợ con cáp cống, hắn hiện nay biết rõ mình đang làm gì. Dù phải chấp nhận mạo hiểm khá lớn, nhưng giá trị thẻ cược của đối phương đã đưa ra, khiến hắn phải đích thân liều mình một phen. Bởi cái gọi là cầu phu quý trong hung hiểm. Hơn nữa viên minh cũng không phải không nắm chắc chút nào bạn nhất đấu không lại thì vẫn còn tấm địa vô phụ ít thấy kia làm đường lui cuối cùng không sao chỉ cần cấp cống đạo hữu dốc sức đối phó viên trúc cơ đan này chính là của ngươi bạch dạ khép hộp ngọc rồi bất ngờ ném qua viên minh đưa tay tiếp lấy kinh ngạc nhìn hai mắt bạch dạ rồi im lặng cất hộp ngọc đi tiếp theo nằm úp xuống mặt đất bên cạnh vận chuyển một ẩn thuật thu liễm khí tức đồng thời triệu hồi hồn nha đang thủ ở cửa ra vào. Bao động pháp lực trên người hắn hoàn toàn tiêu tán, tiếng tim đập cũng lập tức biến mất, cả người giống như một bộ thi thể lạnh băng. Cốc đen từ trong túi linh thú bên hông hắn nhảy ra ngoài, kích phát địa du phù xong, lấy lên một cái chìm xuống dưới đất. Mặt đất một chỗ nào đó trên thông đạo trong hang rắn, một cái đầu màu đen từ dưới đất trồi lên. Đầu này chính là cốc đen Vừa lên nó liền há miệng phun một cái Một đám xương độc màu tím Từ miệng cốc đen cuồn cuộn phun ra Nhanh chóng dung nhập vào Trong chướng khí khắp xung quanh Rồi nhanh chóng biến mất hoàn toàn Đến mùi cũng không lưu lại bao nhiêu Đây là năng lực dùng độc mới thức tỉnh Sau khi cốc đen ngưng tụ nội đan Có thể biến độc cốc thành xương độc Người khác rất khó phát hiện ra Làm xong những việc này Cóc đen một lần nữa chui xuống lòng đất. Nhìn một chuỗi động tác của viên minh Bạch dạ bất giác có chút sững sờ Nhưng không chờ cho hắn kịp nói gì Trong thông đạo thông tới chỗ này Đã có tiếng động truyền đến Khiến hắn không thể không ngậm miệng ngay Không lâu sau đó Năm thân ảnh từ trong chướng khí phía trước lúc tới Năm người này hiển nhiên Là đám người hắc hỏa môn Do cốt đồ dẫn đầu Làm mùi gì? Thiếu nữ mặc đồ đen khịt khịt mũi Lên tiếng hỏi những người khác cũng phát hiện điểm bất thường trong không khí người thấy hơi ngọn ngọt chỗ này tràn ngập độc chướng đừng có ngửi loạn cẩn thận trúng độc cốt đồ nhắc nhở đám thiếu nữ đồ đen vâng một tiếng nín thở rồi tiếp tục đi tới chỉ thoáng chốc đã tới chỗ bạch dạ đây không phải là bạch dung đạo hữu sao còn có mấy vị các người chẳng phải đã từ bỏ nhiệm vụ rồi ư? Vì sao lại quay lại? Bạch giả mở mắt nhìn về đám người tan nhang. Mặt giả bộ kinh ngạc. Thấy rõ tình cảnh bên trong đồng rồi. Mấy người hắc hỏa môn đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo cùng lộ ra vui mừng trên gương mặt vốn có vẻ căng thẳng. Bọn hắn không ngờ ở đây lại có hai con xà vương. Hơn nữa đều đã bị giết. Trong khi đó những thành viên luyện khí kỳ của bạch giả tán minh đều đã bỏ mạng kẻ có thực lực mạnh nhất là Bạch Dạ và Huyễn Thị thì đang bị trọng thương. Cốt đồ dù mặt không đổi sắc nhưng cũng mừng thầm trong lòng. Lần này tới đây đúng là đúng đắn. Vật liệu từ hai con hung thú cấp 2 đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ như lão cũng là một món tiền tài không có nhỏ. Chưa nói tới còn có túi trữ vật của hai người Bạch Dạ và Huyễn Thị. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt lão lộ ra sát ý lành lạnh lạnh, liếc mắt ra hiệu cho bốn người tan nhang bốn người hiểu ý lui lại chặn kín thông đạo hang rắn các hạ là muốn giết người đoạt bảo ư bạch già dạ xa sầm mặt gắn trấn tĩnh quát hỏi muốn trách thì trách bạch già dạ minh chủ lấy trạng thái này xuất hiện trước mặt ta vậy để ta tiễn hai vị một đoạn đường miễn cho phải ở đây chịu khổ cốt đồ búng tay bắn ra tức thì một đường tơ đen vọt về bạch dạ nhìn kỹ thì chính là món pháp khí hắc dầm Đúng lúc này, mặt đất dưới chân cốt đồ đột nhiên nứt ra. Cùng với đó là mười mấy nhánh tử hắc yêu đằng thô to phá đất vương ra, nhanh chóng quân tới tứ chi của cốt đồ. Cốt đồ cả kinh không để ý tới hắc châm thập kích bạch dạ, mà há miệng phun ra một viên châu màu vàng. Hào quang màu vàng chói mắt bừng lên, chỉ thoáng chốc, quanh người lão liền xuất hiện một khối cầu màu vàng bao bọc bảo hộ lão từ đầu cho thế chân. Tử hắc yêu đằng quất lên trên hộ tráo, bị nó dễ dàng ngăn. Mặt ngoài yêu đằng tiết ra dịch độc màu tím, hồng ăn mòn hồ tráo màu vàng. Nhưng hồ tráo chỉ lập lòe chấp động chứ không có dấu hiệu bị hư hao. <laughs> Trò mèo! Cốt đồ nhếch mép cười lạnh, đoạn nhấc hai tay lên như muốn làm gì. Mười mây nhánh yêu đằng kia đột nhiên to lên gấp bội, mọc ra những phiên lá rậm rạp. Chỉ thoáng chốc đã tạo ra một rừng cây dây leo bao phủ toàn bộ hồ tráo lẫn cốt đồ vào bên trong viên minh ép người sát đất, bấm điểm pháp quyết, điểm về yêu đằng. Mười mây nhánh yêu đằng lập tức đang xen vào nhau, chỉ chớp mắt đã hình thành một cái lồng dây leo nhốt cốt đồ lại. Đây chính là một lao thuật. Chỉ là một lao thuật dùng từ hắc yêu đằng sau khi cốc đen đột phá thành linh thú cấp 2 để thi triển là thứ mà một lao thuật bình thường không thể so sánh. Lấy tu vi trúc cơ kỳ của cốt đồ mà nhất thời cũng không thể động đậy. Tất cả xảy ra chỉ trong nháy mắt. Đám tàn nhang ở đằng xa thấy vậy cũng giật mình, tức tốc bay qua bên này, mặc kệ chuyện canh giữ động quật. Viên minh từ dưới đất nhảy bật lên, rồi nhanh chóng vung tay ra. Thủy Vân Phiên từ trong tay ao hắn bắn ra, nhoáng cái, đã đến trước người đám tàn nhang, rồi lập tức biến thành một lá cự phiên chừng 10 trượng, phản phất như một bàn tay khổng lồ màu lam chuột về bốn người. Đám tàn nhang vội vàng dừng bước, tự mình thi triển thần thông bảo vệ bản thân. Một tiếng phành thật lớn vang lên, cả bốn cùng hơi loạn choạng một chút, rồi lập tức ổn định thân mình. Công kích kinh người trong dự liệu của bọn hắn vẫn chưa xuất hiện. Không chỉ vậy, cự phiên màu lam phần phật một cái, rồi nhanh chóng trải rộng ra, chăn kín hết thông đạo. Đám tàn nhang giờ mới biết bị mắc lừa, Vội tế ra pháp khí hoặc lấy luyện thi ra để tấn công thủy vân phiên. Thủy Vân Phiên là pháp khí phòng ngự trung phẩm, dù liên tục chấn động dưới công kích của bốn người nhưng vẫn cứ kiên trì chắn ở chỗ đó, khiến cho đám người ta nhang, nhất thời khó mà đột phá. Viên Minh nhìn thấy cảnh này mới thở phào một tiếng, đưa tay phải lên nắm vào hư không một cái, tức thì trong lòng bàn tay hiện ra một hỏa cầu màu đỏ, trong khi một tay khác nắm một khối linh thạch điên cuồng hấp thu linh lực hắn vẫn pháp lực trong người liên tục rót vào bên trong hỏa cầu hỏa cầu vốn lúc đầu chỉ to bằng nắm tay nhanh chóng to lên cốt đồ đang nỗ lực phá giải một lao thuật thấy hành động của viên minh vội vàng ngừng tay tập trung tinh thần đề phòng nhưng qua mấy nhịp thở mà lão vẫn chưa thấy viên minh ra tay hỏa cầu trong tay hắn đã to bằng đầu người tỏa ra ba động pháp lực mạnh hơn trước mấy phần cốt đồ lập tức hiểu ra ý đồ của viên minh lập tức vỗ túi nhỏ bên hông. Hai bóng đen từ kẻ hở giữa hai nhánh dây leo bắn ra, rơi xuống chỗ bên ngoài hộ tráo, hóa thành hai bộ luyện thi. Hai bộ luyện thi này có làn da xanh đen, trên người mọc đầy vảy xanh. Không ngờ là là loại thanh cương thi từng xuất hiện ở quỷ thị, nhưng có vẻ mạnh hơn khá nhiều. Khi tức đã tìm cận trúc cơ kỳ. Cả hai con cương thi vừa hiện lên liền đóng giận nhào về viên minh. Gần như cùng lúc này, cây châm vung bắn về Bạch Dạ, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Viên Minh. Nhờ sự yểm hộ từ đợt tấn công dữ dội của hai con cương thi, Vô Thành Vô Tức đâm tới tim Viên Minh. Nhưng chỉ nghe một tiếng keng, một giải kim sa đột nhiên xuất hiện sau lưng Viên Minh, ngăn chặn hắc châm tập kích. Kim sa này hiển nhiên là Lưu Kim Sa. Hai con cương thi cùng nhào tới, vùng nắm ngón tay như móc sắt, chụp tới người Viên Minh. Viên Minh vùng tay trái đem khối linh thạch đã bị hút khô đi, xong lập tức bấm điểm pháp quyết. Lưu Kim Sa vốn chỉ dài hơn trượng, lập tức mở rộng ra, rồi nhanh như chớp quấn mấy vòng quanh người hắn, bảo vệ toàn thân hắn không một kẻ hở. Mong vuốt của Thanh Cương Thi hung hãn chụp lên trên Lưu Kim Sa, bắn ra vô số tia lửa, nhưng cũng không thể phá vỡ được lớp phòng thủ của Lưu Kim Sa. Ba cổ lực lượng to lớn từ trên Lưu Kim Sa truyền vào, khiến thân thể viên minh chấn động. Hắn vội đưa tay trái áp lên lưu kim sa, rồi rót pháp lực để ổn định phòng ngự. Trong khi đó tay phải vẫn tiếp tục duy trì nhiên bạo thuật. Pháp khí phòng ngự trung phẩm Sức phòng ngự có vẻ còn cao hơn ngự thạch châu của ta. Cốt đồ sầm mặt lẩm bẩm. Hai con cương thi thì cũng thôi. Nhưng đến cả hắc châm mà cũng phải trắng tay quay về cây châm này là một kiện pháp khí trung phẩm áp đáy rương của lão bên trong có khắc họa hai phù văn phong nhuệ và ẩn nặc dù có là tu sĩ cung cấp trúc cơ kỳ mà không cẩn thận một chút thôi là cũng dễ ăn thiệt thòi không ngờ viên minh lại có thể phát giác cốt đồ đưa tay đánh ra một chỉ theo đó một thanh cửu hoàng khảm đao tỏa ra hào quang màu vàng kim từ bên trong khối cầu ánh sáng bay ra xuyên thủng lồng dây leo rồi chém về viên minh Cùng lúc này, hắc quan quanh pháp khí hắc châm bỗng tăng vọt. Nó xoắn tít rồi kéo theo tiếng rít gào. Một lần nữa đâm tới phía lưu kim sa. Hai con thanh cương thi cũng điên cuồng tấn công. Lưu kim sa rùng trái lắc vải. Dù được viên minh rót pháp lực để duy trì, nhưng linh quang trên mặt kim sa vẫn nhanh chóng tối đi. Thấy vậy, viên minh liền lấy ra một khối linh thạch trung phẩm thuộc tính mộc, nhét vào trong ngực, hấp thu linh lực trong đó khôi phục pháp lực để tiếp tục duy trì lưu kim sa và nhiên bạo thuật. Hỏa cầu lại nhanh chóng to lên, chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành một quả cầu lửa to bằng cái thớt, màu sắc cũng chuyển thành đỏ tươi, bộc phát ra ba động pháp lực kinh người. Viên mình trong mắt lộ ra vui mừng, lập tức dừng rót pháp lực. Hiện nay đây đã là cực hạn mà hắn có thể khống chế, nếu còn rót thêm pháp lực, nhiên bạo thuật sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát kết thúc tập 54 bộ truyện Tiên Hiệp Tiên Giả. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.